Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Trấn Thành cùng dàn sao Nam tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Quang Trung. Nam diễn viên hài đã kể lại tình huống dở khóc dở cười khi các đồng nghiệp tạo niềm vui bất ngờ trong tuổi mới. Quang Trung được khán giả biết đến là một cây hài trẻ khá tài năng thông qua các game show. Sự nghiệp của anh phát triển hơn khi cho ra mắt các parody Duyên Mình Lỡ, Em Gái Mưa. Ngoài ra, Quang Trung còn sở hữu cả giọng hát tốt. Người hâm mộ luôn hưởng ứng nhiệt tình trước những màn anh cover và cả MV Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau cũng đã thu về hơn 6 triệu lượt xem. Hôm nay ngày 19 tháng 3, nam diễn viên chính thức bước sang tuổi mới. Và trên trang cá nhân, Quang Trung đã chia sẻ dòng trạng thái kể về khoảnh khắc mình được các đồng nghiệp thân thiết như Trấn Thành, Trung Phạm, Trúc Nhân tổ chức sinh nhật bất ngờ. Cụ thể, anh khoe giây phút dở khóc dở cười. Hôm qua đang tắm, thì con Vũ Quốc Khánh thông đồng dẫn các anh ập vào chúc mừng sinh nhật mình ngay bên bể xí. Lúc đó chưa mặc đồ, chỉ quấn một mảnh khăn, xém khóc, hạnh phúc lắm. Vốn đang trong mùa dịch tránh tiệc tùng tưng bừng nên mọi người chỉ tranh thủ gửi lời chúc mừng đến nam diễn viên hài. Trấn Thành nhắn nhủ, lén lén tràn qua nhà tổ chức surprise party cho con em Quang Trung. Happy birthday em trai. Ngày càng được khán giả thương hơn nha, tụi tôi vô phòng thay đồ lấy đồ diễn của nó ra mặt cho bất ngờ. Và chợt nhận ra tụi tôi y như một ban nhạc thập niên 80, bận gì sến dữ vậy Trung. Không cần tiệc tùng hoành tráng, sự bất ngờ mà các đồng nghiệp thân thiết dành cho Quang Trung cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ, nam diễn viên hiểu mọi người đã yêu mến và dành quan tâm đặc biệt cho mình. Tuy nhiên, fan biết được địa điểm quay của Quang Trung nên một số đã đến tận nơi gửi hoa và quà cho anh. Nam diễn viên khoe trên trang cá nhân. Hôm qua phục kích nơi công sở của mình, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Sau đợt dịch này, anh hứa hẹn sẽ có những buổi offline khác để bù đắp cho khán giả. Sam Ngô Kiến Huy tiếp tục sánh đôi trong game show mới Gia Đình Thông Thái. Gia Đình Thông Thái quiz show với format mới lạ vui vẻ dành cho các gia đình sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h35 thứ tư hàng tuần. Bên cạnh đó, cặp đôi Ngô Kiến Huy và Sam sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Sắp tới đây, chương trình thực tế Gia Đình Thông Thái sẽ chính thức được trình làng. Đây là một quiz show thú vị, độc đáo, hứa hẹn làm nên làn sóng mới cho thị trường game show Việt. Gia Đình Thông Thái sẽ là cầu nối đem đến những giây phút đầy ý nghĩa, giúp các thành viên trong gia đình gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. Đồng thời với những câu hỏi vui nhộn, chắc chắn sẽ cung cấp thêm nhiều kiến thức mới mẻ cho trẻ và thậm chí là các thành viên khác trong gia đình. Gia Đình Thông Thái là chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia đa dạng của các thành viên trong một gia đình như là ông bà, cha mẹ, cô chú, anh chị và thành viên nhỏ tuổi nhất từ 5 tới 8 tuổi sẽ làm đội trưởng và cũng là người đưa ra các quyết định quan trọng của đội. Gia Đình Thông Thái sẽ lên sóng 14 tập. Mỗi tập gồm 3 phòng thi mang tên Gia Đình Nhanh Trí, Gia Đình Biết Tút và Vòng Gia Đình Thông Thái. Với mỗi tập lên sóng sẽ có 2 đội chơi, mỗi đội gồm 3 thành viên cùng tham gia. Vòng 1 mang tên Gia Đình Danh Trí. Hai đội chơi sẽ cùng nhau vượt qua 10 câu hỏi. Mỗi đội sẽ chọn ra một thành viên trả lời và một thành viên di chuyển trên bảng. Nếu trả lời đúng một câu sẽ được bước lên một ô bất kỳ. Đội có điểm số cao hơn sẽ được ưu tiên đi trước ở vòng 2. Vòng 2 Gia Đình Biết Tút. Mỗi đội sẽ có 10 lượt lắc và tham gia những ô câu hỏi thử thách phần thưởng. Nếu trả lời đúng sẽ nhận được điểm và sai thì sẽ bị trừ điểm. Đội có số điểm cao hơn sẽ bước vào vòng 3. Ở vòng cuối cùng, đội chơi sẽ cử 2 thành viên chơi ở sân khấu. Thành viên nhí sẽ vào vị trí máy lắc. Đội chơi sẽ trả lời một câu hỏi bằng cách chọn đáp án. Kết thúc lượt chơi, thành viên nhí có quyền chọn số tiền thưởng an toàn mà mình lắc được nếu không tin tưởng đáp án của đồng đội và ngược lại. Bên cạnh nội dung khó đoán vui nhộn thì không thể không kể đến Sam và Ngô Kiến Huy sẽ là hot của chương trình. Nếu Ngô Kiến Huy được biết đến là một ca sĩ, diễn viên, MC đa tài, thường đảm nhiệm vị trí MC của nhiều chương trình lớn như Thách Thức Danh Hài, Sàn Đấu Ca Từ, anh còn là một MC luôn được khán giả yêu thích bởi sự hoạt ngôn và khiếu hài hước. Nhắc đến một trong những MC nữ hiện nay thì không thể bỏ qua cô nàng Sam còn được khán giả ưu ái nữ hoàng game show. Vào nghề được hơn 10 năm,
cô hot girl ngày nào đã dần chứng minh được thực lực của mình qua chục vai diễn lớn nhỏ và đang là một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất hiện nay. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là vai diễn điện ảnh đầu tay hợp tác cùng danh hài Trường Giang ra rạp tháng 2 năm 2018. Vai diễn trong Lối Rẽ của đạo diễn Phạm Ngọc Châu như thử thách đầu tiên để Sam đến với phim ảnh. Sau vai diễn đầu tiên, Sam tiếp tục được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình như là Đảo Xanh, Duyên Đầu Năm, Lời Nguyền Sophia, Nếu Còn Có Ngày Mai, Sương Khói Đồng Hoang, Cô Thắm Về Làng, Bệnh Viện Ma. Với những cố gắng không ngừng nghỉ của mình, Sam được khán giả công nhận cô là một trong những gương mặt diễn viên có sự bứt phá mạnh mẽ. Lần đầu tiên Sam đứng trên sân khấu với vai trò MC là ở chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân và cô đã hoàn thành tốt vai trò của một người dẫn chương trình. Hiện tại, Sam gây ấn tượng bởi tần suất phủ sóng ở hàng loạt sân khấu game show cũng như đảm nhiệm vai trò MC của nhiều chương trình lớn. Với tính cách gần gũi, dễ thương, Sam chắc hẳn là một người phù hợp trong vai trò dẫn dắt một chương trình thực tế cho trẻ em. Đặc biệt hơn, Sam và giọng ca truyền Thái Y Ngô Kiến Huy là một trong số ít cặp đôi MC của showbiz thường xuyên đụng mặt nhau ở nhiều chương trình. Chính sự thân thiết ấy, cả hai luôn có màn tung hứng ăn ý hài hước khiến khán giả cười lăn cười bò. Thậm chí, nhiều khán giả yêu thích còn nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi trai tài gái sắc. Cặp đôi MC đáng yêu hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ cho chương trình Gia Đình Thông Thái.